Hai cảnh sát đang thảo luận xem nên đi đâu vào ban đêm. Đột nhiên chiếc xe hơi lao vào họ một cách điên cuồng. Một người phụ nữ say rượu bước ra khỏi ô tô. Cảnh sát đã tống cô vào tù với tội danh lái xe khi đang say. Mà cùng lúc đó, một tên tội phạm nguy hiểm đã chuyển đến nhà tù này. Anh ta không biết mình sẽ được chôn ở đây. Đêm đó, người phụ nữ ban đầu toàn thân đều như một con ma men. Chỉ thấy cô ấy thay một bộ đồ bảo hộ ban đêm, dùng kẹp tóc để mở cửa ngục. Đầu tiên tạo ra một thiết bị hẹn giờ đơn giản với thìa và cốc dùng một lần, vào phòng phân phối điện tổng. Sau đó bò vào ống thông hơi. Khi cô ấy bò đến trước quạt thông gió, nước trong thiết bị hẹn giờ rớt xuống làm chập các dây dẫn. Cô ấy luồn qua quạt, con đường đến nhà vệ sinh, dùng một chân đá vào người bảo vệ khiến anh ta ngất xỉu. Sau đó lợi dụng anh ta để lừa camera giám sát vào một phòng giam khác. Anh ta sử dụng súng của người bảo vệ để trực tiếp giết mục tiêu. Cảnh sát nghe thấy tiếng súng vội vàng đến kiểm tra, chỉ còn lại một người bảo vệ hoang mang và một thi thể trong phòng giam. Trong lúc đó, người phụ nữ theo ống thông gió thoát khỏi đó, nhưng cảnh sát cũng đã đuổi đến. Chỉ thấy cô ấy nhảy xuống, người phụ nữ thoát khỏi sự truy lùng của cảnh một cách suôn sẻ trở về phòng giam của mình. Khi cảnh sát đến kiểm tra, nằm trên giường vẫn là người phụ nữ say rượu. Sáng sớm hôm sau, cục cảnh sát bị một đám người náo loạn. Người phụ nữ đi ra khỏi cục cảnh sát với bộ dạng ngông nghênh. Cảnh sát tìm thấy một bông hoa lan được vẽ trên thân của thi thể. Đây là vụ thứ 22 xảy ra trong thời gian gần đây. Cảnh sát vẫn không có manh mối. Người phụ nữ này tên là Catalia. Cô ấy là một sát thủ chuyên nghiệp. Bông lan trên người thi thể là từ tay cô ấy. Cô ấy muốn thu hút sự chú ý của cảnh sát và giới truyền thông để tìm ra kẻ thù thực sự của mình. John Lewis là thủ lĩnh của một băng đảng. Mọi chuyện bắt đầu từ 15 năm trước. Nữ chính lúc đó mới 10 tuổi đã chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị giết. Đối mặt với sự tra hỏi của kẻ sát nhân, cô ấy rất bình tĩnh. Lợi dụng lúc đối phương lơ là cảnh giác, cô bé bỗng nhiên lấy ra một con dao. Cô nhảy ra khỏi cửa sổ, né loạt đạn súng máy một cách bình tĩnh. Động tác nhanh nhẹn khiến cô bé thoát bỗng chốc chạy thoát khỏi bọn chúng. Vào thời khắc quan trọng, cô bé nhờ có cơ thể nhỏ nhắn nhảy thẳng xuống ống cống trốn thoát. Cô thoát nạn liền theo lời bố dặn mang tấm danh thiếp đến đại sứ quán. Cô giao một chiếc thẻ nhớ. Sĩ quan hỏi cháu có biết đây là cái gì không? Cô bé bình tĩnh trả lời, hộ chiếu của cháu. Nữ chính đến được Mỹ rồi lại không muốn nhận được sự bảo vệ của cảnh sát, một mình đến Chicago để gặp chú của mình. Cô bé mạnh mẽ này cuối cùng cũng đã khóc rồi. Cú hỏi cô dự định sau này là gì? Cô bé trả lời không chút lưỡng lự, trả thù. Ông béo này đang chơi bời vui vẻ là người đứng đầu của một băng đảng khét tiếng. Ông ta ngày nào cũng vui thú trong giàu có, trong hồ bơi còn nuôi cả cá mập. Ông ta đã biết được thông tin nữ chính muốn đến giết mình, nên đã dặn dò đàn em nhất định phải mang thêm nhiều vệ sĩ. Đàn em lập tức triệu tập đội ngũ. Nhưng có điều anh ta không biết, một bóng người đã bí mật từ dưới gầm xe đột nhập vào biệt thự. Cô ấy bơi cùng với cá mập, đột nhập vào gian phòng mà thần không biết quỷ không hay. Ông mập đang ngủ say, giật mình nhận ra hình như cơ thể mình đã bị vẽ lên cái gì đó. Ông ta đứng dậy đi ra khỏi phòng, phát hiện đàn em đều chết rồi. Ông ta nhặt một khẩu súng đi ra bên ngoài, lại bị nữ chính bảo đứng lại. Ông ta quay người nổ súng, nhưng lại chẳng có viên đạn nào. Mọi thứ vốn dĩ đều trong kế hoạch của nữ chính. Cô dùng súng bắn trực tiếp vào chân ông béo. Ông béo liền trở thành mồi cho cá mập. Cô ấy lại để lại một đóa hoa lan lần nữa. Nhưng hành động của nữ chính lại khiến chú của cô tức giận. Khoảng thời gian này, cô đã giết chết 7 người Columbia rồi, trong đó có một người là bạn của hắn ta. Điều này chứng tỏ lão Louis đã bắt đầu tìm bọn họ rồi. Cả gia đình đang phải đối mặt với nguy hiểm. Nữ chính khóc nhìn lại bức hình hồi nhỏ khi cả gia đình còn hạnh phúc. Trả thù hay là bảo vệ gia đình mình, cô ấy nhất định phải lựa chọn. Vào lúc đó cảnh sát cũng đã tìm ra cô ấy. Cảnh sát đặc nhiệm với toàn bộ vũ trang bao vây nơi ở của cô. Đầu tiên cô ấy mở vòi sen, giả vờ đang tắm, sau đó đến lầu 6, xông vào nhà của một người đàn ông, trực tiếp đánh ngã anh ta, lấy từ mái nhà vệ sinh súng một cây súng bắn tỉa, cài đặt bom cho nổ cùng lúc cảnh sát phá cửa. Hai tiếng nổ lẫn với nhau, cảnh sát không hề phát hiện ra. Cô trượt theo đường thang máy thuận lợi đến được bãi giữ xe, dùng súng phá hỏng camera giám sát. Trước khi cảnh sát đến, cô đã kịp thời trốn vào ống thông gió rời đi. Cảnh sát lại ở bãi giữ xe vất vả tìm kiếm, chỗ nào cũng là hình ảnh của cô. Nữ chính chỉ đành chạy trốn về nhà. Điểm xấu đã đến rồi, cả nhà chú đều bị giết thê thảm. Nữ chính vô cùng đau khổ, cô quyết tâm sẽ trừ khử toàn bộ băng đảng đó. Lần này cô ấy chọn cách trực tiếp nhất, trực tiếp tìm đến thám tử của cục tình báo. Hồng tâm của súng bắn tỉa ở trên người, điện thoại bên cạnh trinh thám vang lên. Nữ chính muốn có địa chỉ của lão Louis, nhưng vị thám tử lại không đồng ý. Kính của phòng làm việc là kính chống đạn, vốn dĩ bắn không được. Vừa hạ giọng, thám tử bị dọa sợ rồi, vội vàng nói ra địa chỉ của lão Louis. Mà bên này lão Louis cũng đã nhận được tin báo có người đến giết mình. Vốn dĩ bao năm qua mua chuộc được người trong cục tình báo bảo vệ mình, cho nên mới không tìm được hắn. Trợ thủ đang bàn luận về việc phòng thủ thế nào. Dựa vào kinh nghiệm, sở trường của nữ chính là giết người một cách âm thầm, đến không ai biết, đi không ai hay, nhất định phải luôn luôn cảnh giác. Cuối cùng lần chính thức khiêu chiến này của bọn họ là tấn công trực diện. Một đám người bị mũi đạn lửa bom phá đến choáng váng, vội vàng đưa lão Louis vào phòng bí mật trước. Sau đó cả đội chia làm hai hướng tìm nữ chính. Ai ngờ rằng một đàn em vừa lên xe liền bị một cú va chạm vô cùng mạnh, một loạt đạn bắn đến. Đàn em ở lại trong phòng đang tìm kiếm cẩn thận, lại bị nữ chính từ dưới nền nhà giết chết một người. Bọn họ dùng bom thả xuống nền, sau đó điên cuồng xả súng. Lại hai người nữa bị trúng đạn từ phía sau lưng. Thì ra nữ chính đã lên lầu. Bọn đàn em căn bản không phải là đối thủ của cô, liên tục bị tiêu diệt. Chỉ còn lại hung thủ giết bố mẹ cô năm đó. Hắn nhân lúc nữ chính phân tâm, cướp lấy súng của cô. Hai người bắt đầu đánh nhau cự ly gần. Sau một lượt đấu, nữ chính dùng phần súng vừa tháo ra đâm chết hắn. Bây giờ chỉ còn lại lão Louis, không liên lạc được với những người khác.
hắn chỉ có thể một mình bỏ chạy. Không ngờ lại thành công rồi. Nhưng điện thoại trên xe lại vang lên. Hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của nữ chính. Trong xe lúc đó có hai con chó giữ đang nhỏ nước miếng nhìn lão Louis. Theo lệnh của nữ chính, trong điện thoại chỉ còn những tiếng kêu thảm thiết của lão Louis. Mọi thứ đều kết thúc rồi. Nữ chính dùng trọn thời gian 10 năm hoàn thành việc báo thù. Kẻ thù đều chết rồi, nhưng những người thân yêu cũng vì thế mà mất rồi. Cô ấy lần này đã cô độc một mình rồi. Có thể từ lúc cô ấy quyết định bắt đầu con đường báo thù, đây chính là cái giá mà cô ấy bắt buộc phải trả thôi.